Là hôm nay đây em ơi, vào cuối mùa thu rồi. Đây là cái cây hồng ta nhé. Đấy, gốc cực cực khủng luôn. Gốc này vanh cũng tương đối đấy. Đấy. Này. Cũng chưa. Đấy. Hôm nay nhà cháu là tiến hành là cắt nhá. Cắt này. Cắt để cho nó bật mầm mới. Và những cành nhà cháu cắt đây thì nhà cháu chuyển sang để dầm. Dầm giống hoa mới. Đây kia. Bông của nó kìa, bông rất là đẹp. Đó. Hồng nhung nhá. Còn đây là những cái loại hồng điều. Đó. Đây. Sapa. Đẹp chưa? Nhiều hoa đẹp lắm. Đây, sau khi là đống nó cắt đây, cắt vào đây, cắt vào đây nhá. Đây, thơm cực cả nhà, thơm lắm. À, thơm lắm, tuyệt vời luôn. Đấy là hồng nhung nhá. Ui, đây còn giống hồng này nó đẹp, bông đẹp không? Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Bông quá nổi luôn. Ui dồi. Bông đẹp nhá. Đây là cây Sapa nhá. Sapa này cũng đang bắt đầu có nụ. Đấy. Sapa rất là nhiều mầm. À, cắt vệ sinh rồi. Xong rồi dọn xuống rồi xem mình tiến hành cắt những mầm đấy nhá. Đây là những cái mầm để ươm nhá. Mầm để dâm. Đấy. Mình cắt từ sáng nên cái vết cắt là mình để buổi trưa mình để cho nó khô. Hôm nay là qua cái thời tiết nắng hanh này mình để qua một buổi trưa. Bây giờ chiều rồi bắt đầu mình mới tiến hành đi dâm. Mọi người nhớ là cái vết cắt nó phải sắc nhá. Sắc bén và nên cắt vào chỗ cái vị trí là cái đầu khỉu. Cái đầu khỉu này nó dễ bật dễ. Đấy, và mình để khô cái vết cắt đi. Đấy. À, cũng có người là dâm cứ cắm thế nó xuống cát hoặc xuống đất là nó sống. Thì hôm nay mình sẽ làm cái phương pháp gọi là mình sẽ vẫn phải ấy một tí, pha chế một tí, pha cái thuốc kích rễ để cho nó kích thể. Hành đổ cái kích rễ vào chậu xong mình cho nước vào. Đổ vào, không đổ vào chậu dưới. Đấy, đổ hết vào. Thực ra là cũng chả biết là tác dụng của cái này nó mạnh không, nhưng mà mình cho nó an toàn thôi, cho nó chắc. Đấy, đổ nước vào nhá. Đổ nước vào rồi. Đấy. Xong rồi khoáng nó lên. Khoáng nó lên. Khoáng tan hết rồi xong mình sẽ dâm cái đống cành này vào. Đó. Đấy nhá, tan hết rồi. Đó. Để nghiêng nghiêng này. Đó. Xong để nghiêng nghiêng này cho nó sâu. Đó. Xong mình tiến hành là dâm. À, mình ngâm nhá. Ngâm vào. Ngâm vào cho nó hút vào cái đầu kích rễ. Lúc sáng anh cắt ra. Mọi người nhớ là phải để khô vết cắt nhé. Đừng để ướt. Nếu mình dâm cả hồng cổ Sapa. Dâm thế này nó chỉ khoảng trong vòng một tháng là nó sẽ mọc mầm. Ra rễ mọc mầm. Và lúc đấy các bạn nếu mà chắc chắn thì các bạn sẽ bỏ ra ươm ngoài bầu hoặc các bạn trồng luôn ra cũng được, không sao cả. Đấy. Để trong nước mình ngâm nước kích rễ này thì mình sẽ đi trong vòng khoảng 2-3 phút thì đấy mình sẽ đi làm đất để dâm nhá. Rất đơn giản thôi. Để đất nhá. Đấy. Để đất tơi. Xong mình cho thêm ít cát nữa vào. Cho thêm ít cát này.
các bạn cũng không nên tưới vội làm gì nhá. Cát này là nó đã có ẩm rồi, cát này nó giữ ẩm rất tốt. Đấy, cho cát vào. Đào đào qua lên. Đấy, thế là vừa có đất vừa có cát. Đấy, chỉ cần thế này thôi, không cần cao lắm đâu. Đấy, xong mình sẽ tiến hành đi mình dâm nhá. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành dâm nhá. Dâm cành. Đây, cắm nó xuống thôi. Đấy. Mình sẽ dâm hết cái chỗ này để trong một cái chậu nhỏ này thôi. Xong là nó lên là nó vừa. Đó. Cắm rất dễ dàng. Tóm lại dâm cành thì rất là dễ. Mùa này nó không nóng mà không lạnh. Thời tiết rất là đẹp để dâm cành. Chứ mùa hè là nó nóng quá cũng không tốt. Mà mùa đông nó lạnh quá cũng không tốt nhé. Thấy chưa, mấy cành ngắn quá, mấy cành cắm nó. Thế xong là khi nó có gió rễ rồi thì mình ra ra ấy rất là dễ thôi. Khi nó đã ra rễ rồi thì chúng ta lấy ra dỡ hết ra thì chúng ta rũ ra chúng ta trồng rất là dễ. Đây cái nước cái rễ mình tưới luôn một ít vào, mình tưới được luôn, bởi vì các bạn biết vì sao tưới để két cái cho cát nó lèn vào. Nó lèn vào cái vết ấy, những cái vết cành này cắm xuống cái khe đấy. Cái hay cái là nó mình không vẫn không sợ sợ thối cành là vì sao, vì mình đã phơi rồi. Cái đầu cành khi mình cắm mình đã phơi rồi, mình phơi nó phơi khô xe hết rồi. Thế nên bây giờ mình tưới nước vô tư luôn. Đấy, chứ bình thường nếu mà cắm tươi luôn là không được tưới lúc ngay. Đấy, bây giờ mình sẽ tiến hành để vào chỗ dâm mát nhé. Các bạn nên nhớ là phải để vào chỗ dâm mát. Đấy. Mình tiến hành để vào cái chỗ dâm mát này. Thế xong một tháng nữa là cây nó sẽ nảy mầm. Nửa tháng nữa. Nửa tháng đến 20 ngày nó bần mầm. Thế xong một tháng thì nó sẽ ra mầm ra rễ rất là khỏe. Thế lúc đấy mà các bạn muốn cho vào bầu mới thì cho, còn nếu các bạn muốn để trồng ra ngoài luôn thì các bạn nên để thêm để cho cái rễ nó già và cái cành nó cứng. Đấy, cái này là mình vừa dâm cách đây khoảng 15 ngày đây. Đấy, cành này, lộc này. Đây, cành này. Đây, mình dâm đây, mình dâm cả hoa giấy luôn các bạn. Cả hoa giấy. Hoa giấy thì chưa bật nha. Hoa giấy chưa bật nhưng hoa hồng bật hết rồi này. Đó, hoa hồng bật hết rồi nhá. Đấy, hoa hồng bật hết rồi nhá. Đó. Đây là đã dâm nửa tháng nhá. Đấy, còn tiếp đây. Tiếp đây. Đấy. Cái này là cành dâm, cũng dâm này. Cũng được cái này phải được gần tháng rồi. Đấy, nó lên già này rồi. Mình dâm hẳn cành to này. Đấy, mầm. Thấy không? Đẹp chưa?
Đó. Đây nữa này. Đó. Cũng có một số cành già là chết. Đây này, cành này là hỏng này. Đó. Cái này hỏng, rút bỏ. Đấy, còn lại đây nó già này. Đấy, lên cây hết này. Thấy không? Đó. Tỷ lệ sống rất là cao. Những gốc này to quá chắc nó hỏng. To quá nó hỏng. Đấy. À, nó cũng có rễ này. Có rễ này nhưng mà chắc là đây nó cũng bật rễ nhá. Và khả năng là gặp nước ướt này, ướt nó hỏng, nước hỏng vứt. Đấy, nên các bạn cũng đừng nên tưới nước nhiều, tưới nước nhiều là hỏng đó. Ôi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.